Con cố gắng học tập giỏi, cố gắng trở nên thành đạt nhé. Bà chúc con mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Bạn đã bao giờ tự hỏi thành đạt là gì và tại sao ai ai cũng đều mải miết để trở nên thành đạt? Bạn cố gắng nhắm tới hai chữ thành đạt, nhưng đã có bao giờ bạn dừng lại trong một giây phút nào đó để tự hỏi bản thân rằng liệu đó có phải là cái mình muốn? Thế thành đạt rốt cuộc là cục của nợ gì? Tôi hỏi thử 10 người điều này và cả 10 người được hỏi đều ngớ ra trong vài chục giây suy nghĩ rồi trả lời cái gì đó rất chung chung, rất xã hội và quen thuộc. Về căn bản, họ hầu như chẳng bao giờ sẵn sàng cho một câu hỏi về định nghĩa đã quá hiển nhiên trong cuộc sống này, một sự hiển nhiên mà họ cũng chẳng bận tâm tự vấn bản thân. Thành đạt là khái niệm chỉ sự cân đối giữa mục tiêu đặt ra và phương pháp thực hiện mục tiêu cá nhân, cộng đồng con người trong hiện tại và tương lai. Lang thang trên mạng, đọc qua một lô một lốc các khái niệm, quả thật tôi cũng đều thấy một cái gì đó rất chung chung về khái niệm của cụm từ thành đạt. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bản thân, xã hội, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nhưng hầu hết tất cả các khái niệm đều là đưa ra quy chuẩn đầu tiên cho sự thành đạt là ở bản thân. Tức là mỗi cá thể đều có quyền lựa chọn cho mình một hướng đi, lựa chọn trở thành một cái gì đó, lựa chọn làm nên một điều gì đó trong cuộc sống này. Trở lại với một câu mà tôi cho rằng là sự bõ méo, biến thể của cụm từ thành đạt mà các vị bố lão nước ta hay nói. Công thành, danh toại, công danh sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Ok, nói nghe hay đấy nhưng mà các bạn nghĩ sao về cái nghĩa lý sau đây? Tại sao người ta nói vị giám đốc 30 tuổi là thành đạt mà không nói ông thợ sửa xe đầu ngõ, người đã sửa hàng nghìn chiếc xe, đã bơm xe miễn phí cho biết bao nhiêu bạn sinh viên xa nhà nghèo khó là thành đạt? Về mặt lý thuyết, người đàn ông 40 tuổi với bàn tay đầy dầu mỡ, khuôn mặt rám nắng sạm đen đấy đã trở thành một người thợ lành nghề, đã đạt được một tiệm sửa xe khiêm tốn của mình, đã thành công cho hàng ngàn chiếc xe, đã thành công nuôi sống cả một gia đình và mãi mãi ông không bao giờ được công nhận là một người thành đạt. Các bạn vẫn chưa thấy giật mình vì sự so sánh có phần khập khiễng này sao? Ok, mời các bạn đọc tiếp ví dụ sau đây. Người giám đốc 30 tuổi có nhà, có xe là thành đạt. Vậy cậu nhân viên quen cũng trong công ty đấy, người mà ngày ngày viết cốt, sáng đội nắng, lái xe đi làm, chiều vượt gió, vượt bụi tất tả về nhà cơm nước, rốt cuộc có thành công hay không? Tất nhiên là không, bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà. Đàn ông 30 tuổi mà không có nổi nhà và xe thì vứt đi. 30 tuổi mà không có nổi 300 triệu trong tài khoản thì đừng mong lấy vợ. Ba tôi thường hay nói một cách rất cay đắng rằng người đời họ gọi mình bằng ông hay bằng thằng nhờ vào nỗ lực của mình mà thôi. Dĩ nhiên tôi không bao giờ đồng tình với suy nghĩ này, bởi vì tôi cho rằng cách người ta nhận định, đối xử, so sánh bản thân mình nó chỉ phản ánh lên cái tôi, cái quan điểm của họ mà chẳng liên quan rất gì đến bản thân mình cả. Nếu như tôi chỉ là một cậu sửa xe và người ta xem thường tôi vì điều đó thì đó là lỗi do tôi chỉ là một cậu sửa xe hay do người ta là lũ ngu xuẩn canh kiệu? Tôi nghiêng về điều sau hơn điều trước, và đặc biệt là sau khi tôi gặp những con người mà tôi thực sự nể phục thì tôi càng tin vào điều đó hơn. Có lần tôi gặp người nước ngoài tầm 60-65 tuổi, bận quần short, áo thun, trông rất bình dân ở quán cà phê. Chúng tôi trò chuyện say sưa về các vấn đề xã hội, văn hóa, khoa học. Mãi đến khi ông đứng dậy đi về thì cô nhân viên ở quán mới bảo với tôi rằng ông ấy là giáo sư ở Úc, nghỉ hưu sang Việt Nam chơi. Thật sự là ngoài vốn kiến thức uyên thâm của bác, tôi không thể nào nhận ra rằng ông là một vị giáo sư. Trong cuộc hội thoại, chúng tôi đã rất nhiều lần đề cập đến chuyện ngành của ông. Ông đã kiên nhẫn nghe từng ý kiến của tôi, cùng tranh luận mà không gạt phăng đi như một người bề trên. Bởi vậy, tôi sẽ phép sửa lại câu nói của ba tôi như sau. Cách người ta đánh giá, soi xét bạn là tùy thuộc vào trình độ, khả năng tư duy và đạo đức của người ta. Và kẻ ngu si thì luôn coi mình là nhất. Tại sao thành đạt là cái bẫy chết người của tuổi trẻ? Thứ nhất, vì quan niệm thành đạt nó là cái bẫy bóp méo ước mơ. Đơn giản lắm, vì ngay từ ban đầu các bạn chỉ đang đi theo cái hướng mà xã hội, mà các cô, các bà, các chị, các mẹ, các ông, các bla bla vẽ cho các bạn. Họ định nghĩa thế nào thì các bạn đi theo như ấy. Họ ở trong một môi trường như các bạn, họ làm được thì bạn cũng phải làm được. Tôi cho điều ấy là một cái rất nực cười ở xã hội chúng ta. Tại sao các bạn lại cứ phải dẹp ước mơ của mình qua mặt gió, lấy ước mơ của kẻ khác làm mục tiêu cho mình, để rồi bạn thất vọng hàng trăm, hàng nghìn lần khi mãi mãi hoặc hiếm khi nào bản thân có thể đạt được thứ hão huyền đó? Và tại sao bạn lại cứ phải cất cái bản thân mình vào một xó bụi bặm, để rồi khi nhìn thấy một ai đó thực hiện được ước mơ, bạn thở dài và bắt đầu mơ ước một cái thực tại ngổn ngang chẳng ra sao? Giờ thì các bạn đã hiểu điều gì đã dẫn đến sự khủng hoảng tuổi 20 của các bạn rồi chứ? Thật ra người ta có một câu hay hơn để chỉ tình trạng này: các bạn đã chết, chỉ là các bạn đang đợi được lấy lượt chôn mà thôi. Một người ôm ước mơ của kẻ khác
thì không bao giờ có thể chắc chắn vào bản thân mình cả. Tất cả những giây phút mà bạn tự ti, không chắc chắn vào bản thân mình là bởi niềm tin của bạn vốn bị bóp méo một cách thê thảm. Một khi không có một con đường, một mục đích vững chắc của bản thân thì khủng hoảng là điều không bao giờ có thể tránh khỏi. Và với hầu hết các trường hợp, sự khủng hoảng này kéo dài cả đời, đến tận khi chúng ta già đi trong sự nuối tiếc khôn nguôi. Thứ hai, vì quan niệm thành đạt nó bóp méo tư duy logic của các bạn. Tôi ngán lắm rồi, cách mà người ta tạo ra những cái đích đến, tự phong cho những vị này là vị kia là thành đạt, để rồi răm rắp nghe theo lời họ, bởi vì họ thành công, đạt được theo ước mơ của họ. Cái sự thần tượng ấy, sự tự thôi miên bản thân theo ước mơ của người khác, nó nực cười đến nỗi nhiều người tự cho rằng quan điểm của những người thành đạt là chân lý không thể phản biện. Cụ thể như các comment trong bài viết Sharklin, chị thích thì tự đi mà làm, và tôi đọc được là như thế này: người ta là doanh nhân thành đạt, bạn là cái gì mà có quyền nói người ta? Người ta làm được bao nhiêu việc, còn bạn ngồi đây mà chỉ trích phản biện á? Có giỏi làm được như Sharklin rồi hãy nói. Sharklin khuyên nhủ như vậy thôi, nếu không thích thì nách đi, việc gì phải ngồi phản biện. Sự thật là tôi ngồi đợi, đợi rất lâu, đợi rất miệt mài một bạn trẻ nào đó có thể phân tích mọi thứ một cách logic, phân tích rằng tôi sai, phân tích để tôi nhận sai, để tôi có một cái hy vọng mạnh mẽ hơn và sự phát triển của phần đông giới trẻ. Nhưng đáng tiếc, cái tôi nhận được là những điều ở trên. Bất cứ phát biểu nào cũng có thể được phân định tính đúng sai một cách logic, cũng có thể bị phản biện bất kể câu nói ấy là từ một đối tượng nào. Một điều rất hay nữa mà tôi học được từ cậu bạn cùng phòng là nhà nghiên cứu vật lý, đó là để chứng minh cho một phát biểu nào và biến nó thành định lý thì bạn phải cố gắng để chứng minh rằng nó sai. Một khi không thể chứng minh rằng nó sai thì nó đúng. Đúng thế đấy, đơn giản và dễ hiểu. Nhưng có một sự thật nghiệt ngã, đó chính là con người mãi mãi là con người, và logic không phải ai cũng có thể áp dụng được vào cuộc sống. Vậy cuối cùng tôi định nghĩa thành đạt như thế nào? Định nghĩa của tôi chẳng có cái định nghĩa nào cả. Cái định nghĩa ấy tôi vẫn còn đang mải mê đi tìm ấy. Tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, đã có vợ, đã có công việc, và hiện giờ tôi bỏ hết tất cả lại Việt Nam, chỉ dắt theo người vợ của mình đến châu Âu để tìm lại ước mơ, để tìm lại con người, để tìm lại định nghĩa trong cuộc đời mình. Có một câu chuyện như thế này: trong lớp tiếng Đức của tôi, xung quanh toàn là các cô cậu 19-20 tuổi với bao ước mơ hoài bão. Họ dự định làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư, và giữa hàng hà sa số những nghề nghiệp đó, tôi trả lời giáo viên của mình rằng tôi mới biết được tôi là ai. Giáo viên tôi đứng hình trong 5 giây và bảo với tôi rằng tôi rất thú vị. Thực ra tôi nhạt như nước ốc ấy, nhưng mà vợ tôi than thở suốt cả ngày. Nói tóm lại là các bạn từng trông chờ tìm được định nghĩa của thành đạt thông qua các câu chuyện nửa vời không đầu không đuôi của các cuốn sách self-help hay những cuốn tự truyện của các doanh nhân thành đạt, mà tự nhìn vào trong bản thân mình, tự hỏi và tự tìm câu trả lời một cách thẳng thắn. Đến bản thân còn dối trá cho được thì liệu có thứ gì mà bạn không dối trá được nữa chứ? Một ước mơ trở thành tổng thống chả lớn lao quái gì hơn ước mơ trở thành ông bố tốt cả. Không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng mà đâu. Thành đạt vốn chỉ là một khái niệm nửa vời mà thôi. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm nút subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!